Vy ơi, em đói chưa? Để anh mời em món này nha. Còn nhiều món ngon, vào đây xem nhé. Ajinomoto, cùng nam hạnh phúc. Lại ôm con, nước mắt. Mẹ không có giận con đâu. Con thật gì mẹ sẽ bó hết cho con. Mẹ không có mắng con đâu. Mẹ không có rầy con đâu. Con về với mẹ đi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Rồi cái về một chút rồi cái đi. Trong khi tình cảnh đó, nếu ai mà có làm một người mẹ mà có những đứa con như vậy mới biết xót xa và mới biết đau lòng như thế nào. Đúng không con? Đúng rồi, thương nó phải thương nó nhiều hơn. Vì số phận nó không may được như người ta. Chị muốn nói với anh xui điều gì không? Tôi hãy thương con, suy nghĩ lại thương con mà chấp nhận cho con. Tại vì cũng như chẳng qua là cái phần số nó không được như người ta. Bởi mình cũng đừng ép con quá, tội nghiệp cho nó rất là đau khổ lắm anh ơi. Cũng mong anh chị chấp nhận giùm cho con. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này, cô cảm nhận gì về cô gái này? Dạ, nói chung ra là con của chị á, nó là gái. Nhưng rồi khi mà biết nó là với nó, khi đời cái nó gặp được cái cháu nó cũng quen là rất nhiều, nhưng mà coi như cũng như mình trong gia đình cũng chưa có thấy hợp. Khi nó dẫn cháu này về lần đầu á, là mình trò chuyện qua cháu thì mình thấy dâu mình, dâu bây giờ đó, là nó nói chuyện rất là dễ thương, cũng như nó không có giống như những cái đứa bạn mà con mình dẫn về lúc đầu. Vừa cái biết là tiện tặng, biết cách sống, biết làm, nó về chơi đó rồi nó làm mình thấy mình rất vừa ý. Hay là mình là thôi, nó hai đứa thương nhau thôi, bây giờ mình cưới cho nó, hai đứa cho nó. Dạ. Em là vợ. Dạ, dạ. Em là vợ. À. Không biết là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm thấy mẹ là người như thế nào? Nhìn mẹ rất là hiền hậu, mà dễ thương lắm. Nói chung là gia đình ai cũng hiền hết trơn. Dạ. Ai cũng vui tính hết á. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi khi mà mình về mình làm dâu, mình có gặp khó khăn gì không chị? Không có khó khăn gì, tại vì mẹ rất là dễ thương. Cô nhìn mặt phúc hậu lắm nha. Mặt hiền từ, mặt rất là vui, lúc nào cũng cười hết trơn á. Rồi những cái ngày đầu làm dâu á, thì cô thấy ấn tượng cô gái này không? Rất kén ăn lắm. Kén ăn dữ lắm. Là ăn á hả, không có chút nào để có mỡ. Mỡ là không có ăn. Rồi đó chị. Không ăn được luôn, cả hai đứa luôn đều như vậy hết. Rồi. Chú thấy mỡ là chú rồi á, nhiều khi ở nhà mình làm đồ ăn nhưng mà đồ ăn nó không thích, mình phải đi làm cái khác cho nó ăn. Ủa vậy là mình làm dâu hay nó làm dâu? Nhưng thấy thôi kệ, mình thương con à. Coi như con nó cũng đi làm cực khổ, là khuya ngủ dậy khỏi nấu cơm khỏi gì hết, mình làm sẵn hết, mình dọn sẵn cái dậy cái rửa mặt cái ăn ăn thế xong cái rồi. Nó khỏe quá ha. Dạ. Như là mẹ chồng làm dâu ngược lại không hả? Thế rồi đi làm chiều về cái nhiều khi hỏi nay mẹ làm cái đó con có ăn được không hả, con ăn không được thì mẹ làm cái khác nữa cho con ăn hả. Có bữa thì nói thôi được mẹ, cái đó con ăn được thôi mẹ, là khỏi làm à, thôi bữa nay hả con ăn cái đó không được phải không, thôi không được thì mẹ đi làm cái khác cho con ăn. Còn nếu mà mặn ra con vịt á thì phải lóc hết da ra hết để cái đùi, để cái đùi cái nạc không vậy đó là để dành. Cưng quá chiều quá đến vậy luôn đó. Khi mà về làm dâu thì em thấy mẹ chồng làm dâu ngược lại em thấy sao? Dạ, em thấy cô thương mẹ. Thương mẹ vậy. Tại vì em đi làm á, không có thời gian. Với mẹ thương em, mẹ làm đủ thứ món cho em ăn hết trơn á. Rồi nhiều khi cháu á, mà nó ngủ cái chạy xuống nó giỡn thế là đừng có là để cho nó ngủ, ngủ bởi chủ nhật nghỉ á, để ngủ đừng có giỡn, đi lên nhà trên đi để trời cho nó ngủ chút đi vậy hả. Để nó giỡn nó cười quá rồi cái ở trong nó ngủ thôi kệ nó mần có ngày chủ nhật mà, để cho nó nghỉ ngơi. Làm dâu gần năm nay có nấu bữa cơm mà cho mẹ chồng ăn không? Chưa. Con chỉ làm mấy cái món bánh trái chè, thích làm bánh, thích nấu nướng lắm. Hèn chi thấy mẹ cũng cỡ xuống. Đừng có làm chè bánh cho mẹ ăn nữa. Nhưng mà mẹ ăn mẹ thấy sao mẹ? Ngon. Rồi hả, nghe nói vậy nè, cái bữa hả mới ăn cái này, trời cái này con nấu này ngon nè, cái bắt đầu vài ngày cái nó đi làm nữa, nó làm lần nữa. Đừng ăn ngon. Mai mốt nó làm chè chuối nước cốt dừa là không, đừng ăn ngon nha. Ăn là mệt lắm luôn á. Mình có điều gì thấy chưa hợp với con dâu không? Cũng chưa thấy cái gì thấy nó cũng hợp với mình, chứ cũng không có thấy gì để. Còn thí dụ như mình thấy mấy cái gì chuyện nhỏ nhặt cảm thấy mình bỏ được thôi, mình bỏ đi cho con á, không kệ đấy. Cái mình nói cái sao nó buồn. Thôi kệ nó. Quá trời đất luôn vậy đó hả? Cô thấy điều gì hợp với con dâu nè? Hợp là hà tiện nè, giống nè. Biết hà tiện, biết kỹ lưỡng, ăn nói cũng lễ phép.
rồi cũng nhỏ nhẹ. Mấy cái điều đó đó là mình thấy là mình vừa ý. À, vậy là hợp với những điều đó ha. Còn chị là chị thấy mình chưa hợp với mẹ điều gì không? Chị nói với mẹ những cái món ăn á, dạ, mình nấu một ít thôi, dạ, với lại mình ăn trong ngày thôi. Còn cái mà qua ngày mình bỏ đi, mẹ cứ để ăn á. Mẹ tiếc. Mà thường con thấy người lớn vậy á nha chị. Ở nhà em cũng vậy, bà ngoại chuyên gia ăn đồ cũ lại thôi à. Mà nói hoài mà ngoại không đến bỏ. Trời ơi, nhà chú đây nè, trong nhà để cái tô canh trong tủ lạnh tuần lễ chú tiếc, chú còn lấy hâm là chú ăn. Trời ơi, ăn vậy chứ không lành gì đâu. Không ngon như bỏ nó uổng. Em ăn ngoài nó không có tốt. Dạ đúng rồi. Nhưng bỏ đi nó lại càng không tốt hơn. Chị có nói với mẹ không? Có nói thường mẹ nói... không ấy không. Mẹ sao mẹ nó bưng ra cái nó để hồi con đổ cái lấy trở vô, thôi đừng có đổ uổng lắm, để mai mẹ ăn. Ăn có đau bụng không? Chồng nó đó, cái nó thôi mẹ nói bưng đổ đi, đổ đi, kệ nó đổ đi. Cái thay đổ cái hồi vô, ủa sao mẹ để mất tiêu rồi. Cái vậy đổ rồi thì đó, nhà con cũng lén đổ hoài à, vừa nói tiếng chú chứ sao, ngoại quay đi là đổ. Để ăn người lớn tuổi cô sợ lắm, sợ chúng bệnh chứ không gì. Mình có những món quà nào dành cho mẹ chưa nhỉ? Có nhiều lắm em. Chị thường tặng mẹ gì? Áo, đồ bộ mặc hàng ngày, ừ, áo khoác này kia. Cô thích không cô? Thích, con nó mua là mình thích à. Để mình không thích món không mua nữa sao? Đúng rồi đó, con thử mua tặng chú đi, chú thích không? Cứ đưa là chú lầm, đưa là chú lầm mà. Các cô dâu thường hay cứ nghĩ rằng là thôi nhiều khi mẹ không thích, hay là mua chắc mẹ không thích, mua đi người ta thích. Nhiều khi mẹ không lẽ mẹ thích cho con mua, không lẽ giờ nó tao thích, đúng không cô ơi? Cái điều gì ở nàng dâu này mà khiến cô thương nhiều? Bởi vì hồi đầu tiên á, về hai đứa nó ở nhà trọ nó, dạ, đi làm, không biết nó ghen tương nó cãi sao, không biết cái nó đuổi đi cái con của cô quải cối đi về. Cái về nó ủa sau này hồi đó bị chưa có thành dâu, ủa sao con quải đồ dễ trơn vậy, nó đuổi con rồi. Mới nói làm sao, cái nó kể là nó ghen con, nó giận con. Nó nói vậy hả, cái thôi thấy nó về nó buồn quá, cái mới gọi điện thoại điện xuống, thôi Út Chân ơi cho bác xin lỗi đi. Trời, bây giờ con cho nó cơ hội đi, nếu một lần này mà nó có mà sai phạm hoặc là tật gì với con nữa là bác hoàn toàn bác chịu trách nhiệm hết, là sau này bác không có khi nào bác nói con một lời nào nữa hết, bác không bao giờ năn nỉ hay là bác xin lỗi con về gì. Cái rồi nó nghe lời, cái bắt đầu chút xíu hả, cái chắc dâu cô có điện xuống hay sao không biết. Cái rồi cái thôi con đi nha mẹ, cái đi xuống dưới ở, cái thấy vui vẻ cái cũng mừng, nhưng mà mình thấy con nó không có được vui là mình buồn lắm. Yeah, bởi cô có dặn hai đứa đó, hồi chưa thành chồng vợ thôi, bây giờ thành chồng vợ rồi ráng thương yêu nhau, mà nếu mà lỡ có tật cái gì á nói với mẹ giải quyết cho, đừng có gây đừng cãi nha con. Đó, mẹ thấy tụi con vui là mẹ vui lắm. Đúng rồi, bởi bữa về cái hai đứa chắc đi mần thì không biết sao tăng ca, chắc thấy quạo về tới cái mặt buồn hỏi con bộ có gây lộn hả, cái nó gây đầu gây tại mần mệt. Tại hỏi nó đừng gây nha con, gây cái mẹ buồn lắm, mẹ cực một chút không có sao hết trơn á, mà mẹ thấy tụi con buồn cái mẹ thấy buồn lắm. Tuyệt vời luôn, miễn sao thấy con mình hạnh phúc được rồi, thậm chí con mình có lỗi mình sẵn sàng đứng ra nhận lỗi để cho con mình được hạnh phúc. Đó là cái tình bao la rộng lớn của bất kỳ một cái bậc cha mẹ nào. Em có thấy xúc động về điều đó không? Thấy thương mẹ lắm luôn á. Tại vì mẹ nghĩ cho em nhiều lắm, mẹ thương em hơn là thương chồng em luôn á. Nhưng sao tới đuổi chồng đi dữ vậy? Tại giận quá. Tại giận hồi đó chắc cũng hơi lăng nhăng quá. Chắc còn chưa, chắc hồi đó cũng còn hơi lăng nhăng. Giờ thì hết dám rồi. Giờ hết lăng nhăng không? Giờ hết lăng nhăng đuổi nữa à. Mà đuổi nữa thì người khổ là ai? Là mẹ. Là mẹ. Đó, thành ra thôi. Không biết là ba chồng có ủng hộ cái tình cảm của hai vợ chồng mình không chị? Có em, ủng hộ rất là ủng hộ luôn á. Ba nói chuyện cũng như mẹ đó, tâm lý lắm. Yeah, thương con, nói chung là ba đứa nào ba cũng thương hết, con dâu ba cũng thương nữa. Cái mối tình vợ chồng của con là được bên gia đình chồng đồng ý yêu thương chấp nhận, nhưng gia đình con thì sao? Gia đình con chỉ có mẹ với anh thôi, còn ba khó lắm. Tại vì ba cũng lớn tuổi rồi, theo thời xưa họ có đồng ý. Nói chung là con với chồng con á thuyết phục dữ lắm luôn, nhưng mà ba chưa đồng ý thì con hơi buồn. Con cũng sẽ cố gắng thuyết phục ba chấp nhận. Con tổ chức đám cưới chưa? Tổ chức rồi nhưng mà ba không có lên. Chị xui cô không dám đi nữa, là chỉ có mấy anh chị của con dâu thôi. Rồi lên rồi cái cũng nói với cháu vậy đó, mấy đứa anh chị của nó nói không,
thiệt là bác làm đấy thì bác cũng rất ngại, nhưng mà đều cũng vì thương con, thương cho số phận của hai đứa. Ví dụ còn anh thì giờ anh với chị nói chị thì đồng ý, mà nó nói cháu nó nói anh hơi khó, thành ra cũng như để con thuyết phục ba con từ từ, thấy vậy cũng tội nghiệp cho nó. Ba con đồng ý thì coi như đặng xuống dưới đây cho gia đình hai bác nữa, coi như hai gia đình mình như một. Mà cũng như giờ chưa được. Con có mạnh dạn về nói chuyện với ba không? Dạ có. Con nói chưa? Nói nhiều lần lắm, nhưng mà ba không lắng nghe. Như ba nói là ba không thích người như vậy. Nhưng mà con nói với ba là chồng con tốt lắm, đối xử thương con nhiều lắm, là chịu làm nữa. Con mong ba đồng ý, ba không chịu. Bây giờ trước mặt ba nè, ba đang xem truyền hình, để con có nhìn con nói với ba đi. Đó. Ba ơi, con thương ba lắm, con mong ba chấp nhận cho chồng con với con quen nhau, để vì chồng con thương con dữ lắm, chịu làm chịu khó. Ba thương con, ba chấp nhận cho con nghe ba. Chú nghĩ rằng là ba con cũng có cái điều khó, và đôi khi ba cũng thấy thương con, cũng chấp nhận trong lòng, nhưng đâu đó vẫn còn một vài lời qua tiếng lại của hàng xóm, hay là cũng có thể là của người thân, cũng có khi là nghĩ về cái tương lai của chị. Đúng rồi. Chắc có lẽ là ở dưới anh nghĩ là tương lai bây giờ nếu nó như vậy nữa, sao có con cái gì đâu rồi nữa làm sao. Y học tiến bộ rồi, chuyện có con cũng không khó lắm. Chúng ta có yêu thương nhau suốt cả cuộc đời không, điều đó mới là quan trọng. Đúng là như còn anh dưới thì chắc nói đúng ra ở dưới thì cũng ít, còn ở trên tôi bây giờ nó cũng rất là nhiều rồi. Trên chị là nhiều lắm nữa. Nhiều lắm, đúng rồi. Đó, còn ở dưới quê với anh. Mình là quê đâu? Mình Long An. À Long An. Tôi là ở Tuốt, ở dưới con là cái gì? Ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. À, Đồng Tháp quyền nào đó? Quyền Tân Hồng chứ. À quyền Tân Hồng hả? Rồi thành ra ít rồi, ảnh cũng như không muốn chấp nhận. Cha con sẽ đến lúc nào đó cũng nguôi ngay, quan trọng là hai đứa cố gắng gần cha nhiều hơn. Bởi vì vậy đó mà thấy như vậy, mà bởi thương con cũng như cái số phận nó không được như người ta, thì bởi vậy mình phải ráng cũng thuyết phục ở gia đình. Chứ mới hồi đầu ba nó cũng không chịu, nó ba nó nói vậy ở xã hội người ta cười, người ta nói con mình là núm ruột của mình, là mình thấy rất là đau lòng. Lúc đầu nó không dám về nhà, lúc đó là coi như nó không có làm như nó, lúc đó nó không có đi làm được. Rồi cái nó không có chỗ nào nó vô, nó chỉ làm 10 ngày là bắt đầu nó nghỉ, nó đi công ty khác. Nó làm mà nó làm như vậy đâu có lương đâu, đâu có ai trả lương. Mà cứ đi làm hoài hoài như vậy, rồi hết công ty này đến công ty khác. Đó là gia đình hơi khó khăn nữa. Về cái tới giờ con mê đi hội chợ, con mê đi hát, rồi này kia nọ vậy. Cái không có tiền cái mình phải đi dai, dai cho nó, cái nó đi theo nó anh bạn của nó gì đó không biết. Cái đi cái nó giờ nhiều tiền lắm mẹ ơi, nhưng mà nhiều tiền quá mẹ cũng đâu có. Rồi cái lên không biết thời gian sao người ta hỏi nó, không biết nàng trai hay gái, cái nó ngại ngại, cái rồi cái thôi cái nó về cái nó thôi giờ con đi mần công ty. Mỗi lần đi là mỗi một cái hồ sơ, đi làm là tốn tiền, nhưng mà không làm được cái ráo bởi anh nó chửi, mới giận chửi, rồi ba nó nói bỏ luôn đi, kỳ cục quá. Mà có một tháng mà mình nhớ nó lắm, mà tôi không có biết xài điện thoại, rồi nó muốn về nó cũng không dám về. Bữa đó sao lén về tới nhìn kêu bước vô cứ mẹ. Lại ôm con, nước mắt là mẹ không có giận con đâu, con thật gì mẹ sẽ bỏ hết cho con, mẹ không có mắng con đâu, mẹ không có rầy con đâu, con về với mẹ đi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Rồi cái về một chút thì cái đi, trong khi tình cảnh đó nếu ai mà có làm một người mẹ mà có những đứa con như vậy á, mới biết xót xa và mới biết đau lòng như thế nào. Nữa, đúng không con? Đúng rồi, thương nó phải thương nó nhiều hơn, vì số phận nó không may được như người ta. Chị muốn nói với anh xui điều gì không? Tôi hãy rất thương con, suy nghĩ lại thương con mà chấp nhận cho con, tại vì cũng như chẳng qua là cái phần số nó không được như người ta, bởi mình cũng đừng ép con quá, tội nghiệp cho nó rất là đau khổ lắm anh ơi. Cũng mong anh chị chấp nhận giùm cho con. Chắc chắn bên anh xui sẽ xem được chương trình, sẽ một ngày nào đó gia đình mình sẽ hòa hợp với nhau ha, thương yêu nhau. Xưa là cô cũng đã từng làm dâu thì đã cô hiểu phải làm dâu thế nào đúng không cô? Cô làm dâu mấy chục năm mà mẹ chồng rất là khó lắm. Nấu nước là sáng ngày là phải phanh tay mời, phải mời thưa má, mời má uống nước, là chế nước, chăm nước. Khi mà dọn cơm là phải thưa má, thưa ba, mời ba má dùng cơm chứ không được nói cái tiếng ăn. Sau này nhiều khi người ta cũng thường nói vậy nè, nữa bà có dâu bà khó lắm đó, tại vì bà từng sống khó rồi, bây giờ bà nữa bà phải khó lại. Nếu mình đã từng biết sống khó, mình đã khổ rồi thì giờ mình càng phải dễ và mình càng phải thương con nhiều hơn. Dâu con á, tôi nói ví dụ như nữa tôi có dâu đi nữa, có dâu thêm nữa, cũng còn hai thằng trai, con mình có khi nó còn chưa hợp với mình, huống chi là dâu. Nếu cảm thấy ví dụ nó có sai thì mình chỉ nó một lần hai lần nếu nó biết sửa. Còn nếu nó không có sửa, nếu mình nói với con mình nó buồn. Một bên vợ, một bên mẹ nó rất là khó xử. Cho cái tình thương, cái hạnh phúc nó được vuông tròn, mình là mẹ mình hy sinh chút nữa cũng có sao đâu. Dạ, tuyệt vời quá.
Ôi, ở trong một cái gia đình có mẹ chồng vậy thì còn gì phải nói nữa đúng không chị? Chị có cảm thấy mình bị thiếu sót hay là mình có điều gì muốn nói với mẹ không? Chị chắc chị làm dâu, chị nghĩ là mình không tốt, mẹ thì rất là hoàn hảo, lo cho mình từng ly từng tí, còn mình á, mình cứ lo ăn luôn ngủ, đi làm về mẹ lo hết trơn. Tại vì mới có một năm thôi, mẹ là người rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Chú nghĩ rằng con sẽ cố gắng thêm chút nữa, dành thời gian một chút nữa cho mẹ chồng, chăm sóc thêm một chút nữa cho mẹ chồng. Dạ. Chắc chắn rằng mẹ chồng lại càng yêu thương nhiều hơn nữa thôi. Vậy chứ mà cất nhà rồi, cất nhà riêng rồi nhưng mà chưa xong. Rồi cái nói không, cất nhà rồi nói với anh á, chắc mấy mốt mẹ nấu cơm cho tụi nó ăn quá à, chứ để nó ngủ nó dậy sáng ngày rồi cái không có ai làm cơm, sợ nó dậy cái hai đứa nó bật rạch cái nó cãi lộn. Nàng này thì chậm, chàng kia thì làm lẹ, cái hối cái bắt đầu ra xe, cái nàng này quên cái ra cái ô em chờ em chút em quên bao tay hay quên lại cái bị la cái, bởi mình thấy vậy mình nói không thôi mai mốt chắc mẹ nấu cơm cho nó ăn luôn quá. Hôm nay con cô có đi không? Có hả? Chồng em có đi hả? Dạ, em mời chồng ở đây đi. À rồi, bây giờ chú Hoàng Linh. Rồi, chào Lê Lộc. Dạ. Dạ, con tên là Phạm Thị Thu Triên, con là LGBT, hôm nay con 27 tuổi. Con làm công việc gì? Dạ hiện con đi làm công nhân. Công nhân luôn. Dạ. Nãy giờ chắc ở trong kia con đã nghe câu chuyện của mẹ con với vợ con hả? Dạ con nghe. Con thấy mẹ con là người thế nào? Dạ con rất là thương mẹ con từ nhỏ tới lớn. Nãy giờ con cũng khóc trong cánh gà rất là nhiều. Mỗi lần mà con chia sẻ những chuyện gì với mẹ là con không cầm được nước mắt. Trong lòng con mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời nhất. Quá tuyệt vời luôn. Con có nghe vợ con chia sẻ điều gì nãy giờ không? Dạ có. Lúc ở nhà thì vợ con cũng như vậy đó. Lớn tuổi hơn con nhưng mà vợ con không phải như những người con gái trước đây con đã quen, là không có miệng lưỡi, không có hay những cái tánh mà khó chịu. Vợ con rất là đồng ý là rất là khó tánh, nhưng mà những cái chuyện gì mà vợ con muốn chia sẻ với con là vợ con đều bày tỏ hết. Con với vợ con phải làm sao chăm sóc mẹ nhiều hơn? Dạ hiện tại thì mẹ chuẩn bị ra riêng cho con. Ừ. Xây cái nhà mới cho con nhưng mà chưa hoàn thành, nhưng mà con sẽ sau này mẹ già con sẽ nuôi mẹ. Trời đất ơi, thì đó lúc này tao lo chứ. Yeah. Mẹ nãy mẹ còn nói thôi thì hay để qua đó nấu nhà nấu cơm cho nó ăn luôn. Đáng lẽ lúc này nè, cho dù ra riêng cũng ở gần đúng không? Dạ, sát bên cũng sát bên thì con cũng phải nghĩ thôi ra riêng đi chứ con phải về nói vợ con lâu lâu nấu cơm cho mẹ nè, giặt giũ cho mẹ chứ anh ấy để mẹ già lo biết chứ sao. Nhưng mà cô thương con mình vậy mà sao cô chấp nhận cho ra riêng cô? Cô thí dụ còn mai mốt cũng còn cưới dâu. Tại vì dạ, cô còn hai những trai cưới dâu nữa. Nhưng mà thí dụ về con mình thì mình thương, chứ còn về sợ nó không có phù hợp với nhau, thành ra nó khó. Bây giờ mỗi một người nào là cũng phải có các cái nhà riêng hết. Thí dụ hả, vợ chồng cưới về thì cho nó cái nhà riêng. Rồi mai mốt á, thằng Út á thì nó ở chung. Dạ. Cô còn hai đứa trai nữa hả? Hai người trai chính mấy cô? Trai thứ hai rồi thằng thứ tư. Thằng thứ hai nay nó 37 tuổi rồi, còn thằng thứ tư nay là cô coi 96 được không? Trời ơi, gặp rồi, mày cầm rồi số 1 rồi đó. Nhảy quá, có nhà riêng luôn á. Cô có thể kể về người con của mình một chút xíu cho tất cả mọi người được biết không? Hồi mà nó còn nhỏ đó, 10 mấy tuổi, lúc đó là cũng hơi khó khăn lắm. Cái ở sớm đó người ta kêu là thôi đi theo đi cho phụ người ta đi bán nước. Nó còn nhỏ lắm, cô Thúy ơi, rồi sao nó không có sao đâu, Út đừng có sợ, cho theo con đi. Cái lên cái người ta coi bói, người đó là có bói bài, rồi cái nó bán nước. Cái ở trên đó đâu cũng mấy tháng à. Cái tôi nói thôi vậy để ở mấy tháng, cái dám có 10 mấy tuổi mà dám mướn cái đường của người ta mà lấy đồ bán. Cái bán xong cái điểm, mẹ ơi con mướn rồi, con lên đây, mẹ lên đây bán phụ với con. Cái mình lên với nó. Cái lúc rồi đó cái mình đem theo cái điện thoại, mà cái điện thoại là của con rể nữa, nó đưa chứ mình không biết đặng có mẹ điện về đặng cho lên trên tảnh cho Út Mỗi nó điện về, thì đó kêu nó bằng Út Mỗi không à. Cái mới đưa lên cái sao tội gì đâu, tụi viên gì đâu một chút xíu hả, mình ngồi đó mà sao nó vô nó lấy cái điện thoại mất tiêu, hồi nào không ai. Thôi sao mẹ sợ quá con ơi, thôi mình về đi con, với nó sống thôi về đi con, về dưới quê đi mẹ sống đây mẹ sợ lắm, lát thấy gì đâu người ta đi lại uống nước cái có khi nó không muốn trả tiền, cái tự nhiên nó đứng dậy nó đi luôn, cái nó không có trả tiền nữa luôn. Thôi mình sợ quá, thôi về đi con ơi, về đi có cái gì ăn cái nấy. Ban đêm nhìn con vậy đó khóc rơi nước mắt, mới 10 mấy tuổi đầu mà tại vì mình cũng khó khăn, con nó mới đi làm xa vậy. Tới khoảng 17, 18 tuổi nó cũng còn sự sảng lặng gái. Qua tới cỡ cái năm 19 tuổi á là cái bắt đầu nó đi mạnh với bạn nó, cái nó về cái thấy mặc quần sọt hớt tóc cao lên. Ồ về lúc đó là thấy là mới khóc dữ luôn đó, cái nó sao kỳ vậy hả con, rơi nước mắt mà cuồng
không dám hỏi mấy đấy. Có hỏi không chị chấp nhận thôi chứ không có hỏi. Hôm nay có vợ con với con đây, con cũng muốn nói gì với mẹ không? Chúc cho mẹ là nhiều sức khỏe để sống đời với con. Mẹ luôn là mẹ của con, kiếp này và nhiều kiếp sau đi chăng nữa con cũng sẽ muốn làm con của mẹ. Còn một cái điều quan trọng nữa là đối với gia đình vợ của anh á, yeah, thì anh có điều gì muốn nói để ba mẹ bên đó có thể tin tưởng anh nhiều hơn không? Em cũng muốn gửi lời cho tới ba mẹ vợ. Mẹ thì rất là thương thương con. Ba thì ba rất là khó tính, nhưng mà con biết là ba cũng rất là hiền, ba cũng hiểu, ba cũng thương Út. Con mong nếu mà ba có coi thì ba sẽ thông cảm cho con và vợ con. Vì rất là nhiều lần thì vợ con đã cơm ao với ba, nhưng mà ba lắng nghe nhưng ba không trả lời. Mong là lần sau con về ba sẽ đón nhận con với là tư cách như là một thằng con rể của ba. Rồi sẽ tới thôi. Tụi con cứ mạnh mẽ lên, cứ về thăm ba. Ba hay lánh mặt, con cứ đi tìm đến chỗ ba. Hôm nay thì cô có dặn gì con dâu của mình hay không? Mong cho hai đứa hòa thuận yêu thương nhau cho đến suốt một cuộc đời. Đừng có để có chuyện gì để buồn. Hai đứa vẫn yêu thương nhau, giàu cho có tiền, không có tiền, khó khăn cỡ nào cũng vẫn ráng yêu thương nhau. Hay quá, đứng lên ôm mẹ chồng cái đi. Dạ con hứa con sẽ thương chồng con, thương nhiều, thương suốt cuộc đời luôn. Thương mẹ luôn, thương ba luôn, thương gia đình hết luôn. Thương suốt cuộc đời nha. Dạ. Đừng đuổi, giận lên đuổi người ta nữa nha. Không đuổi nữa đâu. Chúc cả nhà chúng ta bình an mãi mãi, hạnh phúc mãi mãi. Chắc chắn rằng đâu đó vẫn còn sóng gió bão bùng. Cuộc sống này không thể biết trước được, nhưng mà nếu chúng ta yêu thương nhau, chúng ta sẽ dìu dắt qua những cái giông tố của cuộc đời đó. Cảm ơn chú Nguyên Linh. Rồi hạnh phúc mãi mãi con nha. Dạ cảm ơn chú. Một cái kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình.